Thủy may mắn xin kính chào quý cô chú, quý anh chị và các bạn đang xem chương trình của chúng tôi. Quý vị thân mến, đã khi nào bạn thắc mắc tại sao mọi công việc bạn làm đều không thuận lợi như ý muốn, dù bạn đã cố gắng hết sức nhưng đen đủi vẫn cứ đổ xuống đầu hay chưa? Điều này hoàn toàn không phải do số phận mà rất có thể là do phong thủy trên bàn làm việc của bạn không được tốt. Theo góc độ tâm linh phong thủy, bàn làm việc là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu có ảnh hưởng đến sự thành công, thăng tiến cũng như là may mắn trong sự nghiệp. Đối với những người làm văn phòng, công sở, cách bài trí sắp xếp bàn làm việc sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự thành công của người ngồi đó. Có nhiều câu hỏi xoay quanh nghệ thuật phong thủy bài trí bàn làm việc như ta nên đặt bàn theo hướng nào, cách ngồi ra sao, những vật dụng nào cấm kỵ không được bày trên bàn để gặp nhiều thuận lợi nhất trong công việc. Tất cả sẽ được phong thủy may mắn giải đáp ngay sau đây. Phong thủy bàn làm việc để thăng tiến nhanh chóng, làm việc gì cũng thành công. Bạn có biết rằng phong thủy ảnh hưởng đến rất nhiều khả năng làm việc, cảm xúc, hạnh phúc của chúng ta tại nơi làm việc hay không? Sự hài hòa trong việc sắp xếp bàn làm việc theo phong thủy đóng một vai trò vô cùng quan trọng, đem đến nhiều lợi ích, kết quả tốt cho người sống trong đó. Nếu như bạn làm đúng thì sẽ hỗ trợ rất tốt đến tâm trạng, sức khỏe, rồi sau đó đến công việc và sự nghiệp, gia đình, luôn gặp may mắn, thành công trong cuộc sống. Nếu như bạn luôn thường xuyên mệt mỏi khi làm việc, không còn chút hứng thú nào để tiếp tục công việc hiện tại cùng với những trở ngại như bị sếp trách móc, đồng nghiệp xa lánh, thì đây là lúc bạn nên thay đổi. Luôn giữ cho mình một suy nghĩ tích cực, cùng với đó là sắp xếp lại góc làm việc sao cho phù hợp, chắc chắn, may mắn sẽ lại mỉm cười với bạn một lần nữa. Những quy luật sắp xếp bàn làm việc theo phong thủy phòng làm việc. Môi trường phòng làm việc có ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng, công việc và sự nghiệp của bạn. Nắm bắt những quy luật sắp xếp bàn làm việc là điều vô cùng quan trọng, thế nhưng phần lớn chúng ta đều bỏ qua những điều căn bản này. Tạo dựng nên một môi trường làm việc theo phong thủy sẽ giúp cho người ngồi làm việc tiếp nhận được những luồng khí từ vũ trụ, từ đó mà trở nên minh mẫn trong việc điều hành công việc, đưa ra những quyết sách đúng đắn giúp gia tăng sự nghiệp nhanh chóng. Quy luật 1. Không nên quay lưng lại với cửa ra vào hoặc là quay mặt vào tường. Cửa ra vào là nơi nạp sinh khí, đồng thời cũng là nơi nạp sát khí. Khi bạn đặt bàn làm việc ngồi quay lưng lại với cửa ra vào, sẽ tạo ra thế ngồi không có điểm tựa. Điều này dễ dẫn tới cảm giác ớn lạnh sống lưng do luồng sát khí dây nên. Đôi khi thì những tạp âm bất thình lình tạt vào phòng cũng dễ khiến cho bạn giật mình, căng thẳng, tâm trí rối loạn, dẫn tới những phản ứng tiêu cực không hay. Nên đặt hướng bàn làm việc làm sao có thể nhìn thấy được cửa ra vào, giúp bạn dễ kiểm soát được tình huống và cảm thấy tự tin hơn. Tuy nhiên thì bạn không nên đặt làm bàn việc đối diện với cửa ra vào. Khi bạn ngồi làm việc trên một chiếc bàn đối diện cửa ra vào thì dường như mọi âm thanh ồn ào và hình ảnh hỗn tạp đang diễn ra xung quanh đều vô tình lọt vào tầm mắt. Những thứ đó trong phong thủy được xem là sát khí. Và sát khí sẽ làm cho bạn mất tập trung, mệt mỏi và hiệu quả công việc giảm sút. Vị trí ngồi làm việc quay mặt vào tường rất kỵ trong phong thủy bàn làm việc. Cần phải kê bàn làm việc sao cho sau lưng ngồi phải lấy tường làm sơn, núi, tựa, gọi là lạc sơn. Cách sắp xếp này làm cho người ngồi có nhiều quý nhân phù trợ giúp đỡ, đồng nghiệp thì thân thiện, sự nghiệp thăng tiến. Quy luật 2. Sau lưng người ngồi phải có điểm tựa. Nơi ngồi làm việc của bạn chính là một trong những yếu tố giúp bạn thành công trong sự nghiệp của bạn. Nếu chỗ ngồi của bạn an toàn, chắc chắn thì sẽ tạo cho bạn cảm giác tự tin, mạnh mẽ và nhiều năng lượng để hoàn thành tốt công việc. Theo nguyên tắc phong thủy, mọi vật đều cần phải có điểm tựa để mang lại nhiều may mắn và giúp cho gia chủ luôn tránh khỏi những xui rủi không đáng có. Sau lưng người ngồi làm việc nên có những điểm tựa như là bức tường, kệ sách hoặc là chiếc tủ đựng tài liệu cũng được. Đặt bàn làm việc như thế này thì mang ý nghĩa giúp bạn dễ gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ lúc khó khăn hoạn nạn, hiểm hóa thành lành trong cái rủi có may, sự nghiệp dễ thăng tiến. Quy luật 3. Không nên kê bàn ở giữa phòng làm việc. Khi đặt bàn làm việc ở giữa phòng thì khi đó cả bốn bên đều thiếu sơn điểm tựa, tức bạn sẽ rơi vào vị trí cô lập, không được nâng đỡ về tinh thần. Theo phong thủy thì bàn làm việc điều này không tốt vì có thể bạn sẽ không nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp, không được đồng nghiệp yêu quý và đặc biệt dễ phân tán mắc sai lầm khi làm việc.
Quy luật thứ tư, luôn giữ cho phòng làm việc sạch sẽ và thoáng mát. Nơi làm việc cần được dọn dẹp sạch sẽ, thoáng mát vì những vật dụng không có quy củ sẽ ảnh hưởng đến các phong thủy, gây rối loạn trong khi làm việc và quan trọng, nó sẽ gây mất tập trung trong khi ta cần tập trung. Bạn nên dọn dẹp và loại bỏ những vật dụng không cần thiết theo lịch trình của bạn. Quy luật thứ năm, tránh xa những nơi có đèn chùm, xà ngang hoặc là quạt trần. Theo phong thủy, xà nhà ngang ý nghĩa xấu vì chúng ta có thể gây ra sự ngột ngạt, ức chế nguyên khí của người sinh hoạt bên dưới chúng. Xà nhà phía trên bàn làm việc có thể cản trở tiến trình sáng tạo của người ngồi làm việc và thậm chí đem đến cảm giác chán chường, thất vọng. Việc kê bàn làm việc dưới đèn chùm, đèn treo trang trí, quạt trần là không nên vì những chỗ này thường hay đóng bụi, thổi gió hoặc là ánh sáng gay gắt trên đầu, tác động xấu tới sức khỏe và năng lượng làm việc, thuận lợi cho công dân. Quy luật 6, tránh đặt bàn làm việc đối diện với cửa nhà vệ sinh. Bạn không nên đặt bàn làm việc đối diện với cửa nhà vệ sinh vì nơi đây luôn sinh ra những luồng uế khí không tốt cho sức khỏe, khiến cho bạn luôn bị mất tập trung khi đang làm việc, dễ khiến cho sự nghiệp bị thụt lùi. Nếu được thì bạn cũng nên tránh đặt gần nơi đây vì cảm giác ẩm ướt khi có nhà vệ sinh đặt ngay cạnh luôn khiến cho bạn cảm thấy không thoải mái khi làm việc. Nếu căn phòng làm việc của bạn đặt cạnh phòng vệ sinh thì cách tốt nhất là bạn tránh đặt bàn cạnh bức tường liền với phòng vệ sinh để luồng khí xấu không ảnh hưởng đến công việc của mình. Quy luật 7. Bàn làm việc của bạn phải kích thích năm giác quan. Nhìn về lịch sử thì con người sống ở trong môi trường tự nhiên, nơi mà các giác quan luôn được kích thích bởi môi trường xung quanh, từ đó mới có sự tiến hóa của con người. Nếu như bạn phải làm việc trong môi trường tẻ nhạt liên tục sẽ dẫn đến cảm giác trầm cảm, các cảm giác không còn được nhanh nhạy nữa. Điều dễ khiến cho chúng ta buồn ngủ mỗi khi bắt tay vào làm việc. Chính vì thế thì hãy tạo ra những màu sắc, âm thanh, mùi vị để có thể ngửi, cảm nhận và nghe trong lúc làm việc. Quý vị thân mến, nếu biết cách bài trí bàn làm việc theo phong thủy sẽ giúp cho bạn phát triển công ty dễ dàng gặt hái được nhiều thành công. Nguyên nhân là do cách bố trí sắp xếp phòng làm việc. Người làm việc tăng khả năng tập trung về tinh thần và trí lực, từ đó sẽ tăng hiệu suất công việc lên. Vậy, bố trí bàn làm việc như thế nào mới đúng theo phong thủy? Hãy cùng Phong Thủy May Mắn tìm hiểu ngay sau đây. Bàn làm việc theo phong thủy phù hợp từng đối tượng công việc. Cách bố trí bàn làm việc tại nhà. Hướng phong thủy lý tưởng cho bàn làm việc. Theo các chuyên gia phong thủy, mỗi người được sinh ra trên đời có mạng và tuổi khác nhau, do đó hướng đặt bàn làm việc cũng khác nhau. Ở mỗi độ tuổi sẽ có mỗi cách chọn hướng bàn làm việc tại cơ quan theo phong thủy khác nhau để sự nghiệp, công danh, lợi lộc tăng tiến một cách thuận lợi. Khi lựa chọn hướng thì cần phải kết hợp giữa trạng thái, động thái và trạng thái đặc biệt, đặc thái để phát huy tối đa nhất năng lực bản thân, đạt được nhiều uy tín, nhiều vận may về sự nghiệp. Bạn nên xem kỹ phần vương vị bàn làm việc hợp với phong thủy theo tuổi cho 12 con giáp để lựa chọn cho mình hướng đặt bàn làm việc phù hợp nhất. Tốt nhất nên xây phòng làm việc ở hướng tứ cát, đó là bốn hướng tốt bao gồm chấn hướng đông, tốn đông nam, càn tây bắc và khảm bắc. Đây là hướng tốt xuất phát từ phong thủy tĩnh thái. Màu sắc và bố trí vật dụng. Theo nguyên tắc ngũ hành, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Vì vậy, các màu sắc dùng trong phòng làm việc nên là vàng, thổ, trắng, kim, đen, thủy hoặc sắc độ xanh để tạo dáng mạnh mẽ và sự sạch sẽ dịu mát. Nếu dùng gam màu chói thì dễ gây cảm giác căng thẳng hoặc màu tối tăm gây u buồn, thụ động. Đối với người trẻ tuổi, có thể bổ sung các màu nóng và đường nét vui tươi để kích thích tư duy sáng tạo. Trang trí và sắp xếp vật dụng trong phòng làm việc cũng cần phù hợp với ngũ hành. Ví dụ, bàn ghế phù hợp là dạng tròn, kim, vuông hoặc là chữ nhật, thổ, có thể bo góc để giảm và va chạm khi đi lại. Tránh phòng làm việc quá lớn hoặc là quá nhỏ. Các chuyên gia về phong thủy nhận định rằng người nhỏ phòng lớn là một điều hung và rằng một căn phòng lớn sẽ hút nhiều nhân khí. Trên thực tế thì những gì phong thủy gọi là nhân khí cũng chính là trường năng lượng sinh học của con người. Trong một môi trường quá rộng lớn thì cơ thể con người sẽ phải phát ra rất nhiều năng lượng ra bên ngoài. Tránh sự bừa bộn. Một góc làm việc gọn gàng cũng sẽ mang đến tác động tích cực trong tâm lý của bạn, giúp cho đầu óc cảm thấy thoải mái hơn, kích thích não bộ, tăng năng suất làm việc.
Khi bạn làm việc tại nơi công sở, sẽ có hàng trăm con mắt dòm ngó và tất nhiên bạn sẽ phải luôn chỉnh chu từ trang phục cho tới góc làm việc của mình. Trong khi đó thì nếu bạn làm việc tại nhà thì không ai kiểm soát bạn, điều này sẽ dẫn tới một góc làm việc bừa bộn, không có tổ chức. Hãy vứt bỏ những tài liệu không còn sử dụng, những tờ giấy ghi chú công việc đã rạch được dọc. Tránh tiếng ồn. Tiếng ồn thường bắt gặp ở những khu vực đông người như là trung tâm thành phố, khu vực sân bay cho tới các bến bãi xe ra vào. Nếu ít thì không sao, nhưng phải chịu đựng tiếng ồn suốt một thời gian dài sẽ ảnh hưởng không tốt tới tâm trạng lẫn sự nghiệp của bạn. Trong phong thủy, tiếng ồn tạo ra do môi trường xung quanh được gọi là thanh sát, khiến cho người ta rơi vào tâm tình bất ổn, khó có thể làm được mọi việc lớn. Nếu bạn đang bị tình trạng này thì hãy cố gắng giảm bớt tiếng ồn lọt vào trong nhà bằng cách xây phòng cách âm, đóng chặt cửa khi ra vào. Tiếng ồn được giảm bớt sẽ giúp cho tâm trạng bình ổn hơn. Ngoài ra thì bạn có thể mở những bản nhạc nhẹ nhàng mà mình ưa thích để áp đi âm thanh chát chúa xung quanh. Cách bố trí bàn làm việc trong văn phòng. Nếu biết cách bài trí văn phòng theo đúng phong thủy, công ty sẽ dễ dàng phát triển, hưng thịnh hơn vì giúp tăng khả năng tập trung về tinh thần và trí lực, từ đó tăng hiệu suất làm việc cho nhân viên nhiều hơn. Vậy, bố trí bàn làm việc trong văn phòng như thế nào thì mới đúng theo phong thủy? Hãy cùng Phong Thủy May Mắn tìm hiểu ngay sau đây. Vị trí và hướng phong thủy cho bàn nhân viên. Trước khi bố trí bàn làm việc cho văn phòng, công ty bạn cần xem xét số lượng nhân viên trong một phòng. Nếu căn phòng quá nhỏ không cân xứng với số lượng nhân viên hiện có, sẽ dẫn đến không khí văn phòng không vượng. Ngược lại, một văn phòng quá vắng vẻ cũng có thể gây ảnh hưởng xấu đến thái độ làm việc của nhân viên. Do đó, chỉ cần một diện tích vừa đủ với số lượng nhân viên, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Bạn nên bố trí bàn làm việc nhân viên đặt kề sát vào nhau và hướng dựa vào tường, hạn chế tạo nên những khoảng trống. Bạn có thể sử dụng bàn cụm văn phòng trong trường hợp này. Cứ theo nguyên tắc sắp đặt bàn ghế là phía trước phải rộng rãi, đằng sau phải kiên cố, bên trái cao và bên phải phải luôn thông thoáng. Đồng thời, bàn làm việc cũng nên có sự phân biệt giữa các cấp bậc, vị trí với nhau. Nên chọn phương vị cắt tường để đặt bàn làm việc vì sẽ giúp cho nhân viên làm việc hăng say, hiệu quả hơn. Khi làm việc ở một văn phòng sáng sủa thông thoáng, các nhân viên cũng sẽ có nhiều ý tưởng sáng tạo hơn. Thậm chí làm việc lâu cũng không cảm thấy khó chịu. Nhìn chung, vị trí lý tưởng để bố trí bàn làm việc là phía sau bàn nên có bức tường dày, bên trái là cửa sổ, nhìn ra cửa sổ là phong cảnh tươi tắn, ánh sáng tốt, thông gió. Với môi trường làm việc đáp ứng nhu cầu này thì người làm việc sẽ cảm thấy sáng suốt, nhanh nhẹn, đầy nhiệt tình và đạt hiệu quả cao. Đối với nhân viên thiết kế, nếu muốn phát triển tài năng thì nên đặt làm việc trách về hướng của văn xương tinh, có nghĩa là phía đông. Nếu muốn sinh tài lộc thì đặt bàn làm việc ở vị trí tài tinh, góc chéo so với cửa chính. Nếu muốn phát triển sự nghiệp thì đặt ở vị trí của vũ khúc tinh, phía bắc. Đối với nhân viên kế toán kinh doanh kế hoạch, nên đặt bàn phía trái tượng trưng cho thanh long giúp gia tăng tài lộc. Phía sau bàn không nên có người qua lại. Đối với nhân viên văn phòng, muốn phát triển tài năng thì đặt bàn trách về phía đông. Muốn có tài lộc thì đặt bàn ở góc chéo so với cửa chính. Nếu muốn sự nghiệp phát triển thì kê bàn ở phía bắc. Bài trí phong thủy cho vị trí lãnh đạo, giám đốc hay là trưởng phòng. Một doanh nghiệp tốt thì cần phải có văn hóa ứng xử, phân cấp rõ ràng, mọi người đồng lòng đi theo quyết sách đúng đắn của lãnh đạo thì mới có thể phát triển vững vàng được. Do đó, khi bố trí bàn làm việc cho vị trí lãnh đạo, cần phải tạo được vẻ uy quyền của một cá nhân. Mọi người nhìn vào thì có phần nể phục, điều này cũng giúp cho các cuộc thương thảo của người lãnh đạo và doanh nghiệp có lợi thế hơn. Xét về mặt phong thủy thì phòng làm việc của lãnh đạo được bài trí đúng cách sẽ giúp cho người lãnh đạo gia tăng thêm trí tuệ, đưa ra những sách lược và chiến lược đúng đắn, từ đó mang lại sự hưng thịnh cho công ty. Trong đó, vị trí và hướng của bàn giám đốc đóng một vai trò hết sức quan trọng, có tác động nhất định đến trí tuệ của con người và từ đó là ảnh hưởng tới công việc. Bởi vì khi ngồi làm việc sẽ khiến cho người nhận những luồng khí khác nhau, phản ứng của con người đối với các hướng cũng khác nhau.
Khi bố trí văn phòng cho sếp thì nên áp dụng công thức nhất vị nhị hướng. Trước hết, vị trí ngồi làm việc của sếp phải được bố trí nằm ở một trong bốn phương vị tốt, xét theo mệnh cung của sếp. Xem các phương vị theo đúng mệnh, sau đó là hướng, nên bố trí làm sao để khi ngồi làm việc thì mặt của người lãnh đạo sẽ nhìn về một trong bốn hướng tốt theo mệnh cung của mình. Hướng dẫn chọn bàn làm việc phù hợp. Lựa chọn kích thước bàn làm việc. Bàn làm việc có kích thước phù hợp tuân thủ đúng phong thủy sẽ góp phần sản sinh và quy tụ những nguồn năng lượng tốt. Các chuyên gia phong thủy tin rằng điều này sẽ góp phần giúp cho người ngồi luôn nhận được những điều may mắn, khơi gợi những cơ hội thuận lợi để họ phát triển năng lực bản thân, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng. Bàn làm việc là một yếu tố vô cùng quan trọng trong văn phòng, tác động trực tiếp đến người ngồi và hiệu quả làm việc của họ. Chính vì thế mà các nhà kiến trúc đã nghiên cứu đưa ra các kích thước bàn chuẩn để mang lại sự thoải mái cao nhất. Kiểu dáng và màu sắc bàn làm việc. Mệnh kim. Kim đại diện cho các đồ kim khí, các vật nhọn và sắc. Theo nguyên lý tương sinh, tương khắc trong ngũ hành, màu sắc phù hợp cho người mệnh kim là màu vàng. Kế đó là các màu phái sinh như là vàng nhạt, vàng cam. Vì vậy, nên chọn những kiểu bàn làm việc chân sắt với mặt bàn màu vàng, vân gỗ để đem đến sự thuận lợi cho cuộc sống và sự nghiệp của người mệnh kim. Mệnh mộc. Người thuộc mệnh mộc thường là những người thích thám hiểm, ngay thẳng, nhiệt tình, chủ động, thích bận rộn và có mục đích, ghét lẩn tránh. Một chiếc bàn làm việc hợp phong thủy với người mệnh mộc trước tiên là có màu đen hoặc là xanh lam, vì thủy sinh mộc. Ngoài ra màu xanh lá cây, màu gỗ cũng rất phù hợp. Mệnh thủy. Người mệnh thủy hợp với các màu đen, màu xanh da trời, màu xám. Về kiểu dáng, kiểu bàn hình tròn hoặc là lượn là phù hợp. Đây là kiểu bàn kích thích sự sáng tạo và óc tưởng tượng cũng như là tạo không khí năng động cho không gian văn phòng nhất so với các dạng bàn làm việc văn phòng của những cung mệnh khác. Mệnh hỏa. Người mệnh hỏa thường là những người ưa thích sự sôi động nhiệt tình. Theo quy luật tương sinh, tương khắc, mộc sinh hỏa nên người mệnh hỏa phù hợp với màu xanh lá cây, màu nâu của gỗ. Bàn làm việc cho người mệnh hỏa nên chọn kiểu dáng đặc thù như là hình chữ nhật. Mệnh thổ là cung mệnh cuối cùng trong ngũ hành. Bàn làm việc cho người mệnh thổ cần tạo cho người ngồi có cảm giác vững vàng và tôn trọng sự tham gia của người khác. Kiểu bố trí này thích hợp với nhóm người từ 4 đến 8. Bố trí bàn làm việc và chỗ ngồi phù hợp với mục đích giao tiếp với số lượng người tham gia, thể hiện sự chuyên nghiệp, sự hiểu biết của người bố trí và người sử dụng. Bên cạnh đó thì mệnh thổ hợp với các màu, màu vàng, màu cà phê, màu trà, màu nâu. Những món đồ phong thủy nên để trên bàn làm việc. Thông thường người ta thường đặt lên bàn làm việc những món đồ phong thủy để tăng thêm sự may mắn cho công việc, sự nghiệp và cả trong làm ăn. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp thì những món đồ trong phong thủy đặt trên bàn làm việc càng mang lại nhiều ý nghĩa hơn. Dưới đây sẽ là một số đồ vật phong thủy nên đặt trên bàn làm việc giúp mang lại cát khí, thịnh vượng, xua đuổi tà khí. Cây xanh. Trang trí cây xanh cho bàn làm việc không chỉ mang ý nghĩa thanh lọc không khí, giúp cho bạn luôn giải tỏa những căng thẳng, mà nó còn được xem là một vật phong thủy mang lại nhiều may mắn cho chủ nhân. Cụ thể, nếu trên bàn làm việc của bạn có đặt một số loại cây cảnh sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc và thăng tiến trong công việc. Bể cá mini phong thủy. Nước có tính chất mềm mại, uyển chuyển nên sẽ rất tốt với tinh thần của bạn. Mỗi lần mệt mỏi sau những giờ làm việc thì việc ngắm nhìn những chú cá đang tung tăng, bơi lượn sẽ giúp cho bạn giảm thiểu stress rất tốt. Ngoài ra, nó còn giúp tạo cho bạn nhiều cảm hứng làm việc hơn. Quả cầu phong thủy. Theo quan niệm của người xưa thì hình dáng tròn trịa của quả cầu tượng trưng cho sự trôi chảy, thông suốt, làm gì cũng thuận lợi. Người đặt quả cầu phong thủy thường là những chính trị gia, doanh nhân hoặc là những tầng lớp tri thức như luật sư, kiến trúc sư. Quả cầu phong thủy được ví như là một vật mang lại sự thông tuệ, uyên bác. Đối với những người lãnh đạo muốn minh mẫn khi điều hành, người ngồi làm việc phải tiếp nhận được sinh khí tốt trong phòng làm việc. Để có thể đạt được điều này, nên đặt một quả cầu phong thủy bằng thạch anh tại phương vị Đông Bắc hoặc là tại phương vị Tây Nam so với trung tâm bàn làm việc của bàn làm việc. Để có thể đạt được điều này thì nên đặt một quả cầu phong thủy bằng thạch anh tại phương vị Đông Bắc hoặc là tại phương vị Tây Nam của bàn làm việc.
Cầu thủy tinh sẽ giúp tăng thêm lòng hăng say công việc và sự minh mẫn cho người chịu trách nhiệm cao nhất của một tập thể. Tượng linh vật. Nếu bàn làm việc của bạn quá nhỏ, không đủ chỗ để trồng chậu cảnh hay là bể cá thì có thể chọn cho mình một biểu tượng linh vật phong thủy. Loại tượng linh vật được chọn cần có sự hài hòa về kích cỡ, màu sắc và chất liệu để tránh tương khắc. Khi được tư vấn kỹ càng thì bạn sẽ an tâm trưng bày linh vật để mang lại may mắn cũng như là xua đuổi tà khí bên mình. Những biểu tượng được biết đến nhiều nhất để thăng tiến trên con đường công danh sự nghiệp bao gồm cá chép hóa rồng, kỳ lân, cóc ngậm tiền, rùa đầu rồng, ngựa phi, nước đại. Biết cách sắp xếp bàn làm việc riêng và phòng làm việc nói chung sẽ giúp cho chúng ta gia tăng năng suất công việc, phát huy được nhiều ý tưởng, sở trường. Như vậy, thành tích của mỗi cá nhân tập thể cũng sẽ được nâng lên đến mức tối đa. Quý vị hãy tuyệt đối lưu ý những điều này nếu muốn sự nghiệp vững chắc. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video của Phong Thủy May Mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên quý vị theo dõi chương trình thì hãy bấm đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất về tử vi phong thủy. Chúc quý vị chọn được hướng kê cũng như là cách bày trí bàn làm việc đúng theo phong thủy, công việc công ty ngày càng phát tài phát lộc. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình sau.